Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Chelsea bước vào trận derby London với vị thế thấp hơn hẳn so với đối thủ cùng thành phố, trong khi Tottenham đứng ở vị trí thứ hai với 26 điểm sau 10 trận với thành tích bất bại, thắng 8 và hòa 2, thì The Blues đang đứng ở vị trí thứ 13 với 12 điểm sau 10 trận, thắng 3, hòa 3 và thua 4. Khoảng cách giữa hai đội là 14 điểm cùng 11 bậc trên bảng xếp hạng. Có lẽ đã rất lâu rồi Chelsea mới bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa đến như vậy, và đó cũng là điều mà người hâm mộ của họ không thể hài lòng. Đáng nói là Chelsea đã đầu tư gần 1 tỷ bảng trong hơn 1 năm qua kể từ khi chuyển giao sang tay của ông chủ mới Topoli. Họ mang về hàng loạt những bản hợp đồng bom tấn nhưng lại thua kém quá nhiều so với một Tottenham vẫn đang phải chi tiêu khá rẻ rẻn. Niềm tự hào và thái độ thù địch trong các trận derby London khiến cho Chelsea không được phép thua trận. Họ vào sân với một tâm thế quyết liệt và tất nhiên Tottenham cũng không kém phần quyết tâm. Hai đội đã mang tới một màn trình diễn cuồng nhiệt, điên rồ bậc nhất trong lịch sử ngoại hạng Anh. Tổng cộng đã có 5 bàn thắng được ghi, 4 pha lập công không được công nhận, 2 tấm thẻ đỏ cùng 8 thẻ vàng. Tottenham có 12 tình huống phạm lỗi trong khi con số của Chelsea là 21. Chelsea đã thắng Tottenham trong thế hơn 2 người, nhưng có một điều không thể phủ nhận là sự sắc nét của Chelsea trong các pha lấy bóng. Họ cho thấy tốc độ, sự lạnh lùng và bản lĩnh trong một trận cầu kịch tính. Các ngôi sao của The Blue cũng đã biết cách để tỏa sáng đúng lúc. Những cầu thủ tấn công như Cole Palmer, Conor Gallagher, Raheem Sterling hay đặc biệt Nicholas Jackson đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Chiến thắng trước Tottenham cũng có ý nghĩa rất lớn với Chelsea và huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Chiến sang người Argentina đã có ngày trở lại sân vận động Tottenham Hotspur không thể đáng nhớ hơn. Cách đây 4 năm, Pochettino bị Spurs sa thải. Không thương tiếc, dù cho giúp câu lạc bộ vào chung kết Champions League, giờ đây ông đã trở lại và cùng đội bóng mới hủy diệt Tottenham, đồng thời cũng chấm dứt luôn mạch trận bất bại kể từ đầu mùa giải và đẩy đội bóng cũ xuống vực sâu của sự thất vọng. Về phần Chelsea, chiến thắng này thêm một lần nữa khẳng định bản lĩnh của họ. Theo thống kê từ đầu mùa giải 2023-2024, The Blue vẫn chưa phải nhận bất cứ thất bại nào tại các trận đại chiến tại Premier League. Cụ thể, Chelsea đã hòa Liverpool 1 đều ngay ở vòng khai màn. Sau đó, họ hòa Arsenal 2 đều tại vòng 9 và mới nhất là chiến thắng 4-1 trước Tottenham ngay trên sân của đối thủ tại vòng 11. Có thể The Blue vẫn chưa tìm thấy được sự ổn định khi vẫn có những trận thua trước các đối thủ yếu như West Ham, Nottingham, Aston Villa hay Brentford. Như ở các trận đại chiến, đoàn quân của Pochettino chưa ngán bất cứ đối thủ nào. Phong độ khá tốt cùng sự tự tin ở các trận đấu đại chiến sẽ là điểm tựa để người hâm mộ The Blue tự tin trước màn tiếp đón những nhà đương kim vô địch Man City vào cuối tuần này. Đây sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn và thử thách rất lớn đối với Chelsea. Nhưng nếu có thể giành được chiến thắng hoặc ít nhất là cầm hòa đội quân hùng mạnh của Pep Guardiola, Pochettino có thể sẽ lấy thêm sự tự tin trong hành trình hồi sinh The Blue. Video được tài trợ bởi FB88.